Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay ở đây thì thời tiết hầu như là đã chuẩn bị có mưa. Đây thì em chuẩn bị chút nữa em lại đi tìm chó Sang. Đi quay video chó Sang để cho anh em cùng đam mê cùng theo dõi nhá các bác nhá. Đây, các bác ai thật sự nhu cầu mua chó Sang thì hãy liên hệ qua cho em. Anh em có số đang cần đến những chú chó mà làm việc ok thì hãy theo dõi kênh của em nhé. Anh nhớ theo dõi 24/24. Nếu mà thời gian mà không thay đổi thì chắc khoảng cái cỡ khoảng 2 ngày 3 ngày gì đó nữa thì mình tối nay là có vài con chuyển đi, thì mình chuyển đi mấy con này là mình sẽ vào đi xa nhá, để đi xa để đi quay mấy chú chó mà sang chuyên môn là sang heo rừng là đẳng cấp cho anh em. Cú thật sự là chuyên môn để cung cấp cho anh em những dòng chó, kể cả anh em có nhu cầu dòng chó cao cấp thì cú cung cấp được cho anh em. Đấy, thì cú sẽ đi tần. Còn những số anh em mà đang yêu thích dòng chó của cú rồi thì hãy đăng ký ủng hộ cái kênh của cú nhá. Đây hiện tại là đang còn em này này, có em này và em này, có hai em này nhá. Đây, em vàng này nữa. Đây là em cái vàng nhá. Các bác hỏi về em cái vàng đây. Hiện tại đang còn đây, xem các bác có nhu cầu rồi thì ơi cho em. Đây anh em ạ, đây đây đây. Đây nha. Cái vàng đầu thủ đẹp nhá anh em nhá. Đấy. Anh em ai nhu cầu thì ới cho em. Em hôm qua hôm kia là đang có số anh em đang hỏi về em cái này. Nên là em cũng mới mang về thì cũng chưa làm video cho anh em. Đấy nhá, ai yêu thì sớm để ơi cho em nhá. Đấy, để mang về mà sở hữu nhá. Đây, đuôi là cuộn vào lưng nhá. Mình nhà mình thì hiện tại là còn hai em này là chưa chủ nhá anh em nhá. Đấy, hai anh em này chưa chủ. Anh nhu cầu mà về sang cầy cáo, săn sóc sang cầy cáo thì nhớ ới cho em. Đấy. Đây là em đang em đem tiền thì trưa nay là đã có chủ rồi nhá, đã có chủ rồi. Trưa nay là em chuyển. Chuyển là em đem tiền. Còn lại em bốn mát này thôi, bốn mát này nếu mà không ai chưa ai dắt được về thì em sẽ cho đi cùng với em đai của mình để phụ em đai. Em này là giá cả nó cũng gọi là vừa tần cái giá sang bát thôi nhá, nó cũng không cao lắm anh em ạ. Thậm chí anh em mua được em này về chơi, về sang gà sang cày cáo rồi sóc heo thì anh em có thể ới cho em. Đấy. Còn về em vẹn này thì ai nhu cầu là em bám để trong nhà hoặc là về đi chống lợn cũng được nha. Cái này chống lợn tốt nhưng mà nó sang không được lì, anh em nói sự là sang không được lì ạ. Sự là mình quay lên một chút như này để anh em cùng theo dõi.
Nhờ cao quá các anh em ai thượng trí mà ới mà bắt được ấy thì đấy, liên hệ qua cho em. Đây, em này thì nhanh nhẹ và vượt tận thôi. Vào tầm 10 15 16 cân anh em nhá. Cái lỗ đít của nó hở to này. Đôi nó cũng gọi là như này là cũng được rồi. Đấy, bộ lông của nó này đảm bảo với anh em nhá. Về rừng mà không tự chịu đi tìm mùi thì em gửi lại về cho anh em. Anh em gửi lại về. Tìm mùi xa luôn, chịu khó luôn. Đấy. Em này là đã được đưa đi sang heo, sang ấy, sang khoáng là nhiều rồi nhá các bác nhá. Này là em quay lên một chút để cho anh em cùng ngắm cùng theo dõi. Và về em cái này nhá, em cái này xem các bác như nào. Dòng nó không đấy là mà họ nó ngoài chỗ dòng cờ đó nó ngoài tổng thiết kế dòng nó thì chỗ là thì nhật cho nó là hô hô tôi sẽ phải vô tôi cho món nông đó nó chạy gió bị lấy lưu rừng bảo tồn là chìa hóa lò nữa. Đấy. Nó chỉ dùng thì nó sẽ nó chụp cái gì nữa nó mà nhiệt chịu tia chập lại nó có cho một chập ra giống trời giàu thì giờ đến hình cờ đó anh em nha. Các bác nhu cầu mua về sang thì được con này là yên tâm luôn, mang về chịu khó đi tìm cái người xa luôn nha, cái người cực kỳ xa luôn đấy. Theo dõi em đem này lần cuối cùng. Đấy. Đem này là sẽ chuyện về cho anh em ở mạng ở Đắk Lắk mang về sang bán nha anh em nha. Đấy. Nói chung ra là có số anh em chưa tìm hiểu về một con chó thì khi mình mua là mình tự chọn được, nhưng mà khi con chó về mà không được như ý muốn thì anh em lại bảo họ lừa mình này nọ. Nhưng mà cái thực tế là ví dụ anh em bán thì anh em vẫn cứ bán thôi, còn những chú chó nào ra chú chó đấy anh em tự chọn mà anh em có thể là con nào gọi là được thì anh em mới bắt, còn không được thì anh em khẳng định là anh em không về bắt phải không? Các bác nhận không?
Anh nhiều con là mình bảo con này tốt nhưng mà anh em không thích thì anh em không bao giờ bắt. Nên là cái thứ nhất là anh em mua anh em phải tự tin về cái kinh nghiệm, cái năng khiếu của mình chọn. Nếu mình bảo họ chọn con nào thì họ chọn những con mà bảo chủ người ta bán cho, bảo ông chọn cho tôi con nào thì tôi bắt con đấy thì nó lại một chuyện riêng. Còn những cái chú chó này là toàn là đa số này là toàn là anh em mua anh em tự chọn tự yêu đấy, thì vì dù anh em may thì anh em chọn được một em về là sang được như ý, bởi vì mấy con nào nó cũng gọi là người ta đã huấn luyện thành công rồi thì con nào về nó cũng có thể làm, nhưng mà mới một người một cái sở thích riêng về nó có làm được như cái ý muốn của mình hay không thôi, cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Còn ví dụ về mà không làm được như ý muốn của mình thì nó cũng là một cái vấn đề anh em nhé. Nhưng mà các bác lưu ý vào, một chú chó sang thì nó nhiều kiểu lắm, có khi là vào rừng thì nó có con nó theo rất là tốt nhưng mà nó lại không có mùi thì nó lại không đi tìm mùi. Ấy như con đem vừa rồi là em đã bán rẻ phèo để cho anh em ở dưới biết bao nhiêu người người ta sẽ xem mà không ai ương, không ai muốn bắt. Nhưng khi về với chủ mà chưa được bao lâu là đã làm việc được cho chủ rồi, em cũng thấy rất là vui mừng rồi. Đấy. Chú chó đấy là mang vào rừng nó cũng không tìm mùi xa đâu anh em ạ. Nó tìm gần đâu. Nhưng trong khi đó là có heo nó trống thì nó trống heo là trống tốt luôn. Họ mò vào là họ cũng bán được luôn anh em nhé. Đấy. Đấy nhá. Ai thậm chí ở gần rừng ấy thì không phải cho lên xe mà chở đi xa thì gọi một phát lên chân rừng thì bác con này về, mà để gặp phải con lợn nào dữ thì cho vào nó vào trống anh em ạ. Con này hàng lắm, chó rất là hàng luôn. Như mình ở đây đi xa thì mình chở đi vào hàng trăm cây số thì nói chung cũng rất là vất vả anh em nha. Mà con chó này thì mình cực kỳ bực luôn, chở xe máy thì nó sủa suốt ở trong lòng thì mình cũng tức người lắm, mà không để yên cho mình, nên là đi xa thì rất là khó luôn. Với lại chỉ chở là nó một mình thôi đấy, đòn nó thì lì nhưng mà khi mình đánh nó những gì mà nó vẫn cứ sủa bình thường luôn. Đấy, nhìn cái bộ đầu là anh em biết à, đầu à, ok. Theo video của em sáng sớm này em chỉ làm chút video cho các bác cùng theo dõi dùng chó săn của em. À, đến đây xin kết thúc tại đây. À, mong các bác hãy ấn chữ đăng ký ủng hộ em và theo dõi kênh để xem những cái video tiếp theo nhé. Có những cái gì không ưng ý được như các bác là mong các bác hãy rất là thông cảm cho em. Còn nhiều anh em đã hỏi là muốn mua nhưng mà lại hơi sợ thì anh em không nên mua nha. Em thật sự em khuyên các bác là không nên mua. Thế kể cả chó của em, bất kỳ chó của ai cũng vậy. Mà các bác cảm thấy là có độ tin tưởng thì anh em mới bắt, mà anh em hơi sợ là không dám bắt nữa thì em khẳng định là anh em chưa từng chơi chó bao giờ. Cũng như kiểu một thứ gì đó mình chưa từng va chạm, chưa từng đi sâu thì mình cũng hơi sợ, 50-50 sợ là không nên bắt nha. Đấy, còn nhưng em nói thật sự những cái thứ nào mình đã từng đi quá sâu rồi thì mình bắt về dù thắng thua nữa mình không bao giờ sợ. Nhưng có số anh em là hơi sợ là
em cũng nên khuyên anh em là không nên bắt nha. Thì mình cảm thấy tin tưởng và mình bắt xong con chó này trong lòng mình cũng dễ chịu thì mình mới bắt được. Bác về sau này mới không có cái gì để xảy ra với anh em. Sau đó là em video của em thì xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bác cùng đam mê. Các bác hãy đăng ký vào. Trước khi các bác muốn mua một chú chó sang bác thì các bác hãy đăng ký ủng hộ em. Là các bác nhớ theo dõi và đăng ký kênh nha.